chấm dứt phàn làn, chấm dứt những cách làm theo kiểu cũ, muốn bán được bất động sản trong thời đại này nhất định phải biết làm video. Đây là một group đã có hơn 200 thành viên và mỗi một ngày Dương đều đưa vào đây những bài học và những bài học này phục vụ chính xác cho những công việc hàng ngày của anh chị em. Ví dụ như đây là một video hướng dẫn cách review một lô đất theo kiểu video dài. Đây là video hướng dẫn cách đặt tiêu đề khiến cho người xem không thể cưỡng lại được đây là video hướng dẫn anh em tạo ra một loại nội dung gọi là daily vlog và còn rất rất nhiều những bài học khác đây là một bài học hướng dẫn anh em cách tạo ra những hút tạo ra những mở đầu hấp dẫn cho video và rất rất nhiều những bài học khác nên nếu như mà anh em chưa có mặt ở trong thử thách này ấy, là một điều vô cùng đáng tiếc lý do là dương sắp nâng cấp thử thách này trở thành một khóa học thực sự có nghĩa là bạn sẽ được học đi học lại toàn bộ bài học trong đây Nó không phải là 21 bài Nó có thể thành 30 bài hoặc nhiều hơn như thế nữa Nó là tất cả những kỹ năng liên quan đến việc lên kịch bản Viết kịch bản, quay video, chỉnh sửa video Để bạn có thể biến một bất động sản với thông tin thô giáp trở thành những video hấp dẫn Đồng thời xây dựng được thương hiệu của bạn thông qua video bán hàng Và rất nhiều những đồng nghiệp khác họ đã và đang làm đây Mỗi một ngày họ đều gửi lên đây những bài học Và hãy nhớ này Làm gì có ai có thể hàng ngày Ngồi sửa từng video cho các bạn như thế này được Làm gì có ai đúng không nào Nên bạn sẽ đừng hỏi là Có được cầm tay chỉ việc Có được chạy đến tận nơi hay không Bạn sẵn sàng chi bao nhiêu ra Để Dương chạy đến tận nhà tận công ty của bạn Bạn có sẵn sàng đầu tư ra 50 triệu 100 triệu để Dương đồng hành cùng với bạn Một tuần hai tuần hoặc là một tháng hay không nào Nếu không ấy thì bạn chỉ cần bỏ ra một phần một trăm của số tiền đấy thôi Một phần một trăm Của số tiền là 100 triệu Là bạn đã có thể nhận được toàn bộ những bài học ở trong đây Đồng thời bạn được sinh hoạt bạn được giao lưu Với rất nhiều những đồng nghiệp khác họ cũng đang làm bất động sản Và họ bán bất động sản thông qua video Tất cả họ đều đến từ cả nước Dương vẫn không hiểu tại sao bây giờ bạn chưa có mặt trong chương trình này Bạn đã trì hoãn quá lâu rồi Nào Một Là bạn làm video bạn tự học hoặc bạn học bất cứ ai cũng được. Hai là bạn tham gia vào chương trình này. Còn không ấy, nếu như mà bạn tiếp tục những cái cách bán bất động sản theo kiểu cũ ấy thì không sớm thì muộn ấy, bạn cũng sẽ bị đào thải khỏi công việc này. Nếu như bạn không phải là con nhà giàu có, không phải là người có nhiều mối quan hệ chất lượng thì không còn con đường nào nhanh chóng và công bằng hơn video marketing cả. Nên đừng có chần chờ gì nữa, nếu không đối thủ sẽ đào thải bạn khỏi chính thị trường của bạn nào tham gia ngay vào bây giờ tham gia ngay vào chương trình này bây giờ hẹn gặp bạn ở bên trong chương trình review bất động sản